Có gạo đâu, nội u này có xíu rồi. Nó qua cầu cái trà đen. Đây là chợ đêm Trần Phú. Nó đi trong ghê kìa. Đi đâu? Đi ngoài này hả? Ở bò kho, bánh canh hủ tiếu xú mại. Chợ đêm nem nướng. Món ăn bảo ký, gà xới mỡ, Cơm nem, cơm nem. Cơm nem hả?
Đêm nhà cũ, chợ đêm chỗ bán đồ ăn, còn chợ đêm bán quần áo thì ở dưới kia, còn chỗ này là chợ đêm ẩm thực. Đảm bảo bắp nướng. Mấy giờ mới bên quả bao nhiêu? 7 giờ.